Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Như hôm bữa khai trương shop thì mình có lên một cho anh em một chương trình khuyến mãi, thì nó chỉ tới là 12 giờ hôm trước tới 12 giờ ngày hôm sau thôi. Thì rất là nhiều anh em muốn mua nhưng mà đã mua hụt nha. Thì cũng thực sự là mong anh em thông cảm, tại vì cái hôm đấy là mình bán quá là chạy luôn, thì cũng mong là anh em chúng ta thông cảm một chút, tại vì không có kịp hàng để đóng anh em. Với lại cái chương trình khuyến mãi thì nó cũng phải diễn ra trong thời gian ngắn thôi chứ không thể nào mà nhiều quá được, và vì cái này nó là bán là gần như là lỗ anh em ạ. Thứ nhất là cái công đóng hàng chắc chắn là lỗ rồi, tại vì bản chất là những cái hàng mặt hàng này khi mà bán cái giá này là đã lỗ sẵn rồi nha. Đấy thì thôi bây giờ mình lại lên lại cho anh em luôn. Hôm nay mình lên cho anh em cái combo này thì chắc cũng anh em nhiều anh em cũng biết rồi, là một cái bộ chắn bùn nè. Đây chắn bùn là cái này nha anh em nha, chắn bùn của Dream Thái nha. Đây nó là Dream Thái nha anh em, mã của nó là mã Dream Thái này đấy, anh em thấy chưa, mã là mã GN5 Dream Thái made in Thái Lan nha, mã là made in Thái Lan nha anh em chứ không phải là hàng made in Việt Nam nha. Đó thì một cái chắn bùn này bên shop mình đang bán là giá là 100.000 một cái nha anh em nha, giá 100.000 nó cũng là giá rẻ nhất thị trường hiện nay rồi. Đó một cái chắn bùn Dream Thái này, thì cái này là hàng zin nha anh em, hàng zin mới 100% nha. Đó thì giá là 100.000 một cái. Tiếp theo thì đó là một cặp cao su các chân trước. Đây hình như đây có một cái cắt sẵn đó này. Đây một cặp cao su các chân trước này. Đây một cặp cao su các chân trước này á, thì là hàng made in Thái Lan luôn, mã GN5 luôn. Đây và cái cao su này anh em là cao su xịn, cho nên ở phía dưới này nó có luôn một chữ made in Thái Lan này. Đấy anh em thấy chưa, nó luôn một cái chữ made in Thái Lan này, anh em thấy không đó. À, rất là đẹp nha. Đấy đó là cái chữ made in Thái Lan này, anh em thấy chưa. Cho nên á, là để mà nói về cái chất lượng á, là không phải bàn rồi nha. Thì cặp cao su này bên shop mình đang bán giá là 100.000 một cặp nha anh em. Đó, giá 100.000. Và cuối cùng là một đôi bao tay. Đây đôi bao tay nó bên này. Đôi bao tay này là đôi bao tay của Dream Thái nha anh em nha. Đây. Bao tay Dream Thái. Thì mã là GN5 made in Thái Lan luôn. Đó, mã là GN5 made in Thái Lan luôn. Thì để mà anh em chúng ta yên tâm. Đấy, nói chung là hàng Thái thì anh em cũng không phải lo về cái chất lượng rồi, anh em sử dụng và cũng như là cái độ bền của nó đều rất là ngon. Đó thì mức giá của cặp bao tay này là 150.000 một cặp. Vậy nếu mà tính ra những cái món đã giờ Đạt giới thiệu cho anh em là 3 món gồm chắn bùn, cặp cao su các chân trước cũng như là đôi bao tay, là cái mức giá của nó là 350.000. Tại vì đây 100 này cộng với lại 100 này cộng với lại 150 này là 350. Thì cái chương trình khai trương của bên mình hôm trước thì mình đã khuyến mãi cho anh em là ba món này giảm giá siêu, gọi là siêu giảm giá luôn, giảm hơn 50% luôn. Hình như nếu mà tính ra khoảng giảm khoảng 60-70% luôn em, là từ 350.000 chỉ còn là 150.000 thôi, giảm 200.000 cho một combo như thế này. Thì anh em nghĩ là cái mức giá như vậy đã gọi là ok cho anh em. Đấy thì rất là nhiều anh em đã mua được và đã nhận hàng nhá, đã nhận hàng nhiều anh em chứng minh rồi, xác thực là đã nhận hàng. Đấy, bên mình thì đóng hàng cũng quay clip kỹ cho anh em rồi. Thì bây giờ hôm nay thì cũng rất là nhiều anh em gọi cho mình năn nỉ mình là lên cho anh em lại cái combo này đi, khoảng 1-2 ngày thôi để anh em mua. Tại vì hôm bữa rất là nhiều anh em muốn mua mà mua không có được anh em, tại vì đôi khi anh em còn nghỉ Tết, anh em đi làm đó, tối anh em về nó đã hết chương trình khuyến mãi mất rồi. Thì thôi lên cho anh em lại combo này nha, giá là 150.000 ba món: dè chắn bùn, cao su các chân trước cũng như là cao su bao tay. Đấy cái bao tay ghi đồng đó anh em. Đó thì anh em nào chúng ta có nhu cầu có thể liên hệ với mình nha. Tất cả các mặt hàng này đều là hàng Honda Thái Lan, made in Thái Lan hết, cho nên anh em lên xe cực kỳ yên tâm. Ví dụ như cao su này là rất là đen luôn, cái màu đen này là màu đen sâu, là màu đen của hàng Thái chuẩn nha anh em nha, chứ không phải là hàng đểu nha. Đấy cái màu đen này là màu đen sâu này, bóng cực kỳ đẹp luôn. Đó rất là êm ái nha anh em. Đấy êm ái nha. Cao su này bao anh em đi khoảng vài năm cũng không có bị chai nha, chỉ bị mòn đấy thôi, không bị chai. Nó đi là cao su zin cho nên không có chai. Dè chắn bùn đây. Đây dè chắn bùn đây, dẻo nha anh em nha. Độ dẻo là có nha. Đó, độ dẻo là ok. Cho nên là anh em cũng yên tâm luôn. Và cuối cùng là bao tay. Đây, bao tay cũng là từ cao su nguyên chất, cho nên là anh em có thể bẻ thoải mái này. Bẻ gập thoải mái nha, không có lo bị tình trạng là hư nha. Đó, ok cho anh em. Rồi, thì một cái bộ ba món như thế này, giá gốc là 350.000. Hôm nay bên shop mình sale off cho anh em gọi là 150.000. Anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ với shop nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.